những cái viên sỏi bàng quang có viên thì bự bằng trứng cút, có viên thì bự bằng trứng gà, có viên bự bằng trứng ngỗng, và có viên có rất khi là vài ba chục viên nằm ở trong cái bọng đá. Cái bọng đá nào mà chịu nổi vài ba chục cục sỏi vậy đó. Vậy tại sao cái viên sỏi từ hồi bằng hột mè, hột đậu xanh không đá ra? Mời bạn Quỳnh Tâm Như. Dạ thưa thầy, thầy nghe em nói không thầy? Nghe rất rõ. Dạ thầy, theo em thì do là sỏi không đá ra ngoài đường thì do có thể là hẹp niệu đạo, hoặc là hẹp cổ bàng quang, hoặc là viêm tiền liệt tuyến. Thank you. Còn một số nguyên nhân khác nữa, mời bạn Nguyễn Quốc Nguyễn Quốc Thắng. Dạ em nghe thầy ơi. Mời bạn kể tiếp những nguyên nhân. Như thầy là có thể là do bệnh nhân nằm lâu. Đúng. Thank you. Bệnh nhân nằm lâu, hoặc là bệnh nhân bị chấn thương cột sống, hoặc là bệnh nhân bị gãy cổ xương đùi.